Hello anh em. Lạ không? Góc này nhìn nó cũng hơi là lạ đúng không? Chất lượng nó cũng hơi khác khác đi một tí. Video này mình review webcam mà. Và để review webcam thì không có một cái gì nó rõ ràng hơn bằng cái việc khởi đầu video bằng đoạn video được quay lại từ chính con webcam này luôn. Đây là Creative Light Cam, một con webcam đến từ một thương hiệu có thể nói là nổi tiếng. Giá thì phải nói là như mấy con hàng tổng. Nhưng cái quan trọng các bạn nhìn màu sắc này, chi tiết này và âm thanh này thì cũng đang được thu lại từ chính cái con webcam này luôn. Ok, nay chúng ta sẽ tìm hiểu để xem cái con Creative Light Cam này nó có cái gì hay và liệu các bạn có nên mua nó hay là không nhá. Quan trọng nhất là những thứ liên quan đến webcam mà các bạn kiểu dạng gọi là tích hợp. Đây là chất lượng hình ảnh và âm thanh. Thì âm thanh các bạn tự đánh giá ngay vào luôn nha. Ok. Đấy, quay review webcam thì thôi đây, nhấc cái webcam xuống cho các bạn thấy. Để sâu cho nó dễ. Đấy, đây đây, quay gần vào đây luôn này. Thì đây là cái thiết kế của cái webcam. Phải nói một điều là nó chỉ hoàn toàn bằng nhựa thôi, nhựa 100%, nên nó rất là nhẹ. Vậy nên kể cả các bạn có gắn lên những cái con nó kiểu đây là iMac thì không làm gì rồi, gắn nó rất là dễ. Nhưng kể cả gắn vào những con màn hình hay là thậm chí gắn vào cả laptop thì nó cũng đều có thể mount lên một cách rất là dễ dàng. Và đây chúng ta sẽ có một cái nắp che. Tiện chưa? Không dùng đến nha, các bạn có thể che nó lại để thứ nhất bảo vệ quyền riêng tư và thứ hai nữa là tránh cho cái bụi nó lọt vào bên trong nó gây ảnh hưởng đến cái chất lượng của thấu kính. Rồi chúng ta sẽ coi đây là cái gì này, F2.4 này, thấy không? 4 element lens này là 4 lớp lens này, rồi digital micro array là digital là mic xung quanh các thứ gì đó. Rồi thậm chí ngàm này các bạn có thể thay đổi góc chỗ này. Và có luôn cả lỗ ốc 1.4 inch để các bạn muốn thì có thể gắn vào mấy cái tripod thông thường. Nói chung là những cái khá là cơ bản rồi đúng không? Rồi cái ngàm này thì chúng ta cũng có một phần quặp xuống và một phần nó đẩy lên để các bạn có thể ở đây. Thì mình gắn vào iMac ở đây các bạn quặp nó xuống như này này. Gắn vào đây chặt rồi đúng không? Đằng sau ép cho nó chặt vào một cái. Rồi bên trên này chúng ta xoay các kiểu. Nói chung là riêng về khoản xoay của cái ngàm chỗ này này thì chúng ta nghiêng nghiêng các thứ cũng khá là thoải mái luôn các bạn thấy chưa? Gập lên gập xuống các thứ. Nó không được 360 độ đâu nhưng mà nói chung nó cũng ok thoải mái. Nên là các bạn gắn bét nhẹ, góc nào cũng đều ok, xoay này xoay kia các thứ vẫn cực kỳ thoải mái. Riêng về độ linh hoạt thì có thể nói là nó ok rồi nha. Cái kích thước của nó cũng vừa phải, không quá to, cũng thuộc dạng hơi to đấy, nhưng mà cũng không đến mức được quá to, thô kệch, cồng kềnh các thứ. Và quan trọng là nó rất nhẹ, thì đây là những cái điểm cộng của nó. Ok, webcam đối với mình thì mình không cần nó phải to, hay webcam mình không cần phải build bằng kim loại cái thứ gì cả. Nó nặng lắm các bạn. Mà một khi nó nặng, nhiều khi các bạn muốn mount lên mấy cái màn hình laptop thì các bạn mount kiểu gì? Co mà bằng răng, nên đây vẫn là một cái điểm cộng đối với bản thân mình đánh giá. Ok, bây giờ để nói về cái chất lượng hình ảnh thì cái đoạn đầu video các bạn có thể thấy là đây, mở lại luôn đánh giá trên quả màn hình iMac này cho nó uy tín. Màn hình iMac là quá là ok rồi, còn gì nữa. Đấy, bây giờ phân tích với nhau một tí xíu này. Với webcam ấy, thì các bạn cứ xác định là cái phần chi tiết trên da ấy, nó không nhất thiết nó phải rõ ràng 100% như những cái camera kiểu như thế này. Đấy, cái này đang dỗ hết cả mặt bao nhiêu lên cho bằng hết, đúng không? Cái nhu cầu của webcam đó là gì? Các bạn livestream, các bạn học online, họ online, hoặc các bạn làm những cái thứ gì đó để mà kiểu dạng tương tác trên mạng xã hội. Thì cái mục đích của webcam sinh ra ngay từ cái tên của nó là cái web, webcam. Và web thì các bạn cũng hiểu là nó càng nhẹ càng tốt. Và đây, nhìn trên này, các bạn nhìn thấy không? Không có một vết mụn nào trên cái quả mặt này. Trời ơi, nhìn thấy nó đẹp trai, vãi cái đạn ra. Đồng ý là nó mờ, đồng ý là nó không đủ chi tiết các thứ, nhưng mà cơ bản là không cần nhất thiết phải đủ, bởi vì webcam nó không được sinh ra để mà làm những thứ đó. Quay sang nhìn cái này khác chưa, nó khác vãi đạn ra. Ok, nên là yếu tố này rõ ràng cái chi tiết nó không thực sự quá tốt thì cá nhân mình đánh giá nó lại không phải là một cái điểm trừ gì đó của con Creative Light Cam này cả. Thêm nữa với webcam á, thì cái quan trọng hơn mình thấy đấy là cái cân màu da. Cái webcam này nó được sinh ra để mà nó sâu cái mặt các bạn ra mà. Nên là cái màu da như thế này mình đánh giá là khá là ổn. Ánh sáng thì chỉ có một bên nhỏ xíu thôi. Và cơ bản tổng thể như thế này rất là ok rồi, các bạn thấy chưa? Màu này trắng trẻo, đẹp trai, rõ màu môi, màu áo đỏ, các thứ đầy đủ. Màu da cho dù là đang ngăm ngăm đen nhìn vẫn cứ gọi là trắng trẻo, đẹp trai. Nói chung là nó ưng. Đấy. Rồi tiếp theo nữa, cái chi tiết trên mặt thì sao? Cá nhân mình đánh giá thì nó ở mức thể hiện vừa đủ tốt. Đây vẫn nhìn được cái đồng hồ như nào này, tay như nào này, răng như nào này, mũi, mắt, mí, lông mày. Ui mẹ, nhăn nó cũng
cái nhăn này là vẫn chê nhá. Để làm sao bớt được cả nhăn nữa thì nó mới gọi là đẹp trai. Tai tiếc các thứ ấy, thậm chí đằng sau này, cái con Pikachu của con gái mình này, cái thảm con gái như mình chơi này, đấy, cái bàn nhỏ nhỏ để chơi này, cái rèm tiếc các thứ như nào. Nói chung là nó vẫn rõ ràng đầy đủ hết chi tiết, chứ nó không hề bị thiếu, không hề bị tệ, và không bị cái kiểu nó cứ bị bệt bệt hết các thứ lại vào với nhau. Nên rõ ràng ở cái yếu tố này thì mình vẫn đánh giá là cái hình này đưa lại từ con Creative Lightcam này nó là ok. Đó. Còn riêng về mặt âm thanh, hơi là đúng không? Chất lượng cũng hơi khác khác đi một tí. Đây là cái con webcam mang lại cái chất lượng âm thanh mà mình thấy thực sự nó bị bất ngờ. Bởi vì thông thường những con webcam á, nó thu âm sẽ hay làm cái hơi hướng đấy là tập trung focus nhiều nhất vào cái voice của người nói. Và lúc này á, nó sẽ bị đanh, nó sẽ không được ấm và nói thẳng luôn ra là nghe nó sẽ bị the thé. Nên có rất nhiều con á, là kiểu gì thì kiểu các bạn cũng sẽ vẫn phải đầu tư thêm một cái micro mà thôi. Nhưng con này thì khác, các bạn nghe chất lượng âm thanh này. Video này mình review webcam mà. Và để review webcam thì không có một cái gì nó rõ ràng hơn bằng cái việc khởi đầu video. Đây là mình nghe lại từ loa ngoài của con iMac. Còn đoạn đầu video thì các bạn cũng tự nghe được cái chất lượng âm thanh của con Lightcam này rồi. Thì các bạn có thể thấy một điều là nó ấm, nó có một cái độ ấm nhất định và nó có một cái thứ gì đấy nghe nó dễ nghe. Khoảng cách thì đây, từ đây đến đây chắc đỡ cần tầm hơn nửa mét. 6-70 phân gì đó, 6-60 phân cỡ đó đi. Mình áng nó hơi sai sai đi, nói chung cứ tính khoảng tầm 60 phân đi. Thì đây là cái khoảng cách có thể nói là thông thường của những mẫu webcam. Và nếu như các bạn mà muốn có thể nói là ok hơn thì các bạn có thể đầu tư thêm những cái micro như thế này. Đây, gập cái mồm lên để mà nói, nhưng thôi cái đấy thì không bàn đến. Ở cái khoảng cách như thế này là khoảng cách cơ bản để mọi người nói chuyện, stream hay thậm chí là học hành, các thứ học hành với nhau. Thì âm thanh mà cái mic này thu lại mình đánh giá ở mức có thể nói là cực kỳ tốt, dựa trên cái tầm giá các bạn phải bỏ ra cho nó. Thế thì các bạn thấy sao? Ok. Nói chung á, với một cái webcam thì hai yếu tố mà các bạn quan tâm đến hàng đầu đấy là chất lượng hình ảnh và âm thanh, thì con Creative Lightcam này đều đáp ứng một cách có thể nói là cực kỳ tốt trong tầm giá. Ngoài ra, nó nhẹ, nó có những cái gá đỡ, cái ngàm đỡ để các bạn có thể gắn lên bất cứ chỗ nào các bạn muốn, thì nó cũng là một cái điểm cộng. Thế thì điểm trừ của nó ở đâu? Điểm trừ thứ nhất á, nó chỉ có Full HD 1080p 30 frame. Rõ ràng ở cái mức hình ảnh nó mang lại thì 1080p là ok, nhưng 30 frame thì mình vẫn thấy nó hơi thiếu. Mình mong muốn, đấy là mong muốn thôi, nó phải là 60 frame. Thì nếu như nhiều anh em mà live stream giống như mình, live ở mức Full HD 60 frame cho nó mượt thì nó sẽ có một hình ảnh nó tốt hơn. Nhưng mà điều này thì cũng khó đòi hỏi lắm, tại vì ngay cả những con Logitech các thứ ở Việt Nam giá nó cao hơn các thứ đôi khi vẫn chỉ là Full HD 30 frame. Lên đến Full HD 60 frame thì giá nó có khi gấp đôi gấp ba. Thì ok, cái đấy thì tặc lưỡi chấp nhận được. Cái thứ hai nữa, cái này là cái tiếc nhất, là nó không có autofocus. Thì autofocus nghĩa là gì? Đây, autofocus nghĩa là khi mình đưa lại gần như thế này này thì nó sẽ lấy nét. Các bạn thấy nó mờ mờ cái lòng bàn tay của mình đúng không? Đấy, các bạn nhìn này, đưa lại gần như này bình thường nó sẽ lấy nét. Nhưng cái này không có. Không có nghĩa không có như thế này thì trong một vài trường hợp nếu như các bạn muốn, ví dụ như là đang nói chuyện với nhau như này, khoe, ôi tao có cái này hay lắm này, đưa lên các thứ, nó mờ tịt thì chả thấy được. Các bạn nhìn thấy không, cái chữ GoCheck nó mờ này. Các bạn thấy không? Đấy, GoCheck nó mờ. Đấy, đấy là cái điều mà khá là đáng tiếc trên con webcam này. Nhưng mà hả? Cái nhu cầu đấy chắc cũng không có nhiều người cần. Ờ, mình thì mình hay live stream thì đôi lúc mình cũng cần đấy, nhưng mà cái này không có thì cũng hơi tiếc thật. Vậy các bạn thấy sao? Comment nha. Ok, tóm lại, Creative Lightcam giá tốt, hình ảnh ok, chất lượng âm thanh cực ngon, nhẹ, lắn đầu cũng được. Điểm trừ, Full HD 30 frame và quan trọng nhất không có autofocus. Vậy thì các bạn đánh giá với nó sao? Comment nha. Bye bye anh em. Đúng đồ chơi rồi nha. Ok.